đang like thì cứ bị out ra, chẳng hiểu bị làm sao. Bực cả mình. Hôm nay chắc là mọi người xem cũng thấy chán luôn ấy. Xin chào mọi người. Đây sẽ là livestream cuối của mình. Nếu mà nó bị out nữa thì chắc là sẽ kệ luôn, không like nữa. Mình rất là ít khi livestream trên trang cá nhân, và mỗi lần like thì toàn bị out như vậy không ạ? Xin chào tất cả mọi người. Mọi người đã ăn tối chưa? Các em đã học bài chưa? Ngày mai là thứ hai rồi, mọi người hãy học bài để ngày mai đi học thật là tốt nhé. Hôm nay thì Hòa đi biểu diễn biểu diễn ở trường Ngô Quyền dưới Đồng Nai, và Hòa có nhận được vài món quà đấy nè. Đưa cho em một quà lại đây. Đây là một quả bóng bay mà hình như là lúc đó là các bạn mang lên tặng. Hôm nay cứ ai lên tặng Hòa một cái gì là Hòa lại ôm các bạn một cái. Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Khu Tech University. À, mọi người tặng đồ uống nè, rồi tặng gì nhỉ? Kẹo mút. Cái này nữa. Bánh. Cứ mang về hết. Hôm nay còn có các bạn là Army, mọi người là fan của nhóm BTS, và mọi người biết là Hòa thích BTS nên là đã mang bom đến cổ vũ. Và sau đó thì tặng cho Hòa một cái card của anh Jin. Rất là dễ thương. Và Hòa cảm ơn mọi người đã yêu quý Hòa và biết cả sở thích cũng như là thần tượng của Hòa nữa. À, bây giờ Hòa sẽ đọc comment nha. Đây sẽ là lần cuối. Hôm nay các bạn có tặng cho Hòa một cuốn sách tên là Tuổi Trẻ Của Chúng Ta Sẽ Mãi Sẽ Xanh Mãi Mãi. Hòa cũng là một người mà thường thì không hay đọc sách cho lắm, bởi vì thời gian Hòa đi làm á khá là bận rộn. Cho nên là Hòa ít đọc sách, nhưng mà fan của Hòa thì thường hay tặng cho Hòa những cuốn sách mà để Hòa sẽ có một cái tâm lý thoải mái hơn. Những cuốn sách mang hơi hướng tích cực về tuổi trẻ, về thanh xuân, về tình yêu trăm sáng. Để sau những mệt mỏi cuộc sống thì Hòa sẽ có những cái xả, nhưng mà cũng chưa xả được lần nào. Thanh xuân sẽ trôi qua rất nhanh thôi, hệt như một cái chớp mắt. Một lần xoay người là đã vụt mất. Đừng đợi đến khi mọi thứ đã không còn kịp thì mới hối tiếc về khoảng thời gian đã vùi mình say với giấc mơ, say giấc nơi khu vườn thanh xuân mơ mộng. Hòa sẽ tranh thủ thời gian, lúc nào được thì Hòa sẽ đọc nó nha. Hôm nay họ còn được tặng một cái hộp bánh này nữa nè. Ui dồi ôi, trong này toàn bánh là bánh không. Trời ơi, biết không, tại vì fan của Hòa thấy ra Hòa này, Hòa lại gầy quá ấy, cho nên là mọi người mang bánh đến tặng Hòa nè. Quá trời quá đất rồi. Mà thật sự là Hòa không thích ăn bánh ngọt cho lắm. Nhưng mà Hòa cũng sẽ ăn một cái cho mọi người vui nhá. Hòa sẽ ăn một cái cho mọi người vui. Chị ơi, em sắp thi tuyển. Chị chúc em thi tốt. Chúc cho tất cả các bạn là học sinh, tân sinh viên mới sẽ có một cái kết quả mỹ mãn nhất, để chúng ta có một cái con đường tương lai vững chắc nha.
Chị ơi, hẹn gặp chị ở đại học quốc tế hôm khai giảng nhé. Này, họ kể với mọi người một cái này nhá. Hôm trước ấy, Hòa đi biểu diễn tại trường Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó là Hòa hát xong rồi kiểu như là đại học quốc tế mà, cho nên là rất là nhiều người nước ngoài, các thầy cô nữa. Các bạn học sinh thì chắc chắn cũng sẽ rất giỏi tiếng nước ngoài, cho nên là Hòa nói tiếng Anh. Xong cuối cùng Hòa bảo là ngày hôm nay thì Hòa chỉ hát dành tặng cho mọi người 2-3 hát được thôi. Xong gì nhỉ? Hẹn mọi người lần sau, sau khi mà mọi người đã đỗ vào trường đại học quốc tế rồi thì Hòa sẽ quay lại và hát cho mọi người. Thì lúc đó thì ngay sau đó thì thầy đi lên và thầy nói với các bạn học sinh như vậy, và thầy đã hứa với Hòa là chắc chắn đến ngày mà đón tân sinh viên thì thầy sẽ mời Hòa quay lại trường đại học quốc tế. Hòa mong là các bạn học sinh hôm đó đến dự lễ tư vấn tuyển sinh sẽ thi đỗ vào trường và bọn mình sẽ gặp nhau ở ngày khai giảng nha. Đó. Còn Hòa còn có một cái này nữa, đó chính là một cái bó hoa của fan tặng. Hòa mới nhận ra là nó có một cái lá thư nữa, và Hòa sẽ mở lá thư ra để đọc. Chị Hòa thân mến, thật sự em đã mong chờ ngày được gặp chị từ rất lâu rồi. Thật sự là em ít khi nào viết thư kiểu này cho ai lắm, và chị là người thứ hai đó, thanh xuân của em. Chắc chị cũng không biết em là ai trong đại gia đình nhà Liều phải không? Đại gia đình nhà Liều là nhóm fan của Hòa. Em tên là Mạnh, nick face là Mạnh Nguyễn. À, Hòa biết bạn này nè, bạn hay comment lắm á, mà bạn ấy hay để avatar là Hòa. Em sinh năm 2004 ở Bửu Long. Bửu Long là gì nhỉ? Là ở Biên Hòa hả? Đúng ta. Đây rồi. Trời ơi, lát một tụt đi bao nhiêu người xem luôn á trời. Bửu Long. Từ ngày idol chị, em luôn nuôi các hy vọng là sẽ được gặp chị. Các hy vọng đó bị dập tắt sau một năm, và vì em nghĩ là chị sẽ không diễn ở những show của tỉnh nhỏ, nhưng các hy vọng đó sống lại lên khi em biết tin chị quay ở chương trình Honda, và nó tiếp tục bị dập tắt khi em biết chị diễn ở Định Quán, cách Biên Hòa 80 km, và rồi nó lại tiếp tục sáng lên khi em biết tin chị diễn ở Ngô Quyền. Em hạnh phúc lắm vì được gặp chị thần tượng của mình. Chị biết không ạ, em luôn tự hào khi là fan của chị, vì chị rất xinh đẹp, dễ thương, gần gũi với fan và thân thiện với nhiều người, và đặc biệt là chị hát rất hay. Chị luôn là nguồn ý tưởng của em mỗi khi làm văn theo chủ đề tự do. Chị luôn là tấm gương sáng cho em về sự lễ phép, về cách nói chuyện, cách yêu thương. Bức thư có vẻ hơi ngớ ngẩn chị nhỉ, và không được đẹp, xúc động như những tấm thư khác, nhưng dù sao em cũng mong chị sẽ đọc hết nó. Chị bây giờ cũng đã có quản lý nên chắc vài năm nữa thì chị sẽ nổi tiếng nhanh thôi, rồi chị sẽ lập gia đình. Còn em bây giờ thì sẽ cố gắng học hành, rồi sau này làm một thầy giáo, rồi cũng sẽ lấy vợ. Có lẽ em suy nghĩ hơi trẻ con và hơi xa, nhưng thanh xuân nó nhanh tàn lắm chị ạ. Dù sau này em không thể ở bên chị ở những tuổi 60-70, nhưng em vẫn sẽ là một Liều con theo chị mãi mãi đến hết cuộc đời. Chứ em hơi xấu, mong chị thông cảm. Yêu chị rất nhiều. Biên Hòa, 8/4/2018. Ký tên Nguyễn Đức Mạnh. Trời ơi, mỗi lần nó bị lag em hụt mất bao nhiêu nghìn người xem luôn á. Trời, chữ bạn ấy đẹp kinh khủng luôn á. Nào. Chưa nhỉ. Trời ơi, còn 505 người. Lại lag nữa rồi. Thôi. Hòa đọc xong bức thư rồi, Hòa phải bye bye tạm biệt mọi người. Để đỡ nó lag lần nữa, nó out ra luôn.
Bye bye mọi người nha. Đây là lần like cuối cùng rồi, Hòa sẽ không like nữa đâu. Hòa cảm ơn tình cảm của mọi người và những bức thư của các bạn, các em. Mong là chúng ta sẽ gặp nhau trong một thời gian gần nhất. Hãy cố gắng học tập thật tốt nha. Bye bye.